Trong hai ngày qua, tuyết rơi liên tục ở Murray và hàng trăm ngàn khách du lịch đã háo hức đổ về thị trấn này. Các quan chức địa phương ước tính có khoảng 125.000 xe cộ đã vào thị trấn cho đến nay. Trang The News của Pakistan cho biết tất cả đường xá ở Murray đều tắc nghẽn. Thị trấn Murray, cách thủ đô Islamabad khoảng 70 km về phía đông bắc, là một điểm du lịch nổi tiếng. Trong một cuộc gọi video, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Shaikhar Rashid xác nhận thông tin cho biết thị trấn đón lượng du khách kỷ lục trong 15 đến 20 năm qua, do đó thảm họa đã xảy ra. Theo danh sách do lực lượng cứu hộ đưa ra, có 21 người chết, trong đó có 9 trẻ em. Nhà chức trách dự kiến sẽ sơ tán 1.000 xe trong tối nay ngày 8 tháng 1. Các tuyến đường tới Murray sẽ vẫn bị phong tỏa đến 21 giờ tối mai. Thị trấn Murray được tuyên bố là khu vực thảm họa và chính quyền kêu gọi mọi người ngừng đến nơi này. Họ dự định sẽ cấm cả người đi bộ đến thị trấn. Dự báo, đêm nay ngày 8 tháng 1 sẽ có mưa và bão tuyết tại Murray và khu vực xung quanh. Chính quyền cảnh báo người dân không nên rời khỏi nhà hoặc đến Murray vì thời tiết khắc nghiệt có khả năng kéo dài đến tận đêm khuya. Đường từ thủ đô Islamabad đến Murray hiện đã bị phong tỏa. Quân đội được huy động để dọn đường và giải cứu người còn mắc kẹt.